Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn của chú anh chị mình ha. Hôm nay Nguyễn Hoàng sẽ review cho quý anh chị mình một cái ngôi nhà đang nằm ở tại trục đường Hồng Bàng nha quý anh chị. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 1, quận 11 của quý anh chị ha. Hướng trước mặt này cô chú anh chị mình di chuyển lên đó là cầu vượt cây gõ đó cô chú anh chị, ngay chỗ cái cầu mà cầu vượt mà từ Hồng Bàng mà di chuyển qua bên trục đường Minh Phụng đó cô chú anh chị ha. Ngã tư phía trên là cây gõ và trục đường Minh Phụng cô chú anh chị. Ở đây là mặt tiền đường của đường Hồng Bàng nè cô chú anh chị. Cái hướng này á là mình di chuyển về bên trục đường vòng xoay Phú Lâm ngay chỗ cầu Ông Buông ha. Ở hướng đó mình rẽ tay phải đó là mình hướng đi về bên đường Liễu Văn Quýt đó cô chú anh chị, đường trên đường Tân Hóa rồi đó. Và hướng đó thì di chuyển về bên bến xe miền Tây ha. Bên kia là trục đường Hoàng Lê Kha ngay chỗ cái xe máy Quang Phương nè cô chú anh chị. Ở đây là mặt tiền đường của đường Hồng Bàng. Thì hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại đây để review cho quý anh chị mình một ngôi nhà đang thuộc một sẹt của trục đường Hồng Bàng nha quý anh chị nha. Đang thuộc một sẹt nha quý anh chị. Cách chắc khoảng cỡ chừng là 25m thôi là quý anh chị mình ra ngay chỗ cái mặt tiền đường của trục đường Hồng Bàng này rồi ha. Ở đây lưu lượng xe qua lại cực kỳ đông đúc luôn. Nhà mình thì hiện tại đang thuộc cái con hẻm này nè. Di chuyển vô bên trong là mình tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Hẻm này là hẻm 732 của trục đường Hồng Bàng nha. Ở đây nó có cái linh kiện Tuệ Nhi nè của anh chị. Và bên tay trái là Kim Long nè của anh chị ha. Cửa hàng dụng cụ câu cá nè. Ở hướng này di chuyển vô bên trong là tới cái vị trí ngôi nhà của mình là cái căn đó đó. Cái căn trước mặt của anh chị mình đó là cái căn nhà của mình ha. Nửa căn đó của anh chị nha. Nhà mình cực kỳ rộng và thoáng luôn của anh chị. Đang sở hữu bề ngang là 5m. Chiều sâu vô trong là 19m3 của anh chị nha. Ngang 5, dài 19m3 ha. Đây cái hẻm trước nhà của mình đây. Hẻm này thì nó có cái độ rộng là khoảng cỡ 2m hơn. Xe ba gác mình di chuyển vô được nè. Nhà mình thì cách một căn, hai căn là mình tới cái căn nhà của mình. Căn nhà của mình là cái căn trước mặt của chú anh chị mình đó, đang có cái cửa là cửa kính đó của chú anh chị, cửa kính đó của chú anh chị nha. Từ đó mà ra tới mặt tiền đường của đường Hồng Bàng này chắc khoảng cỡ chừng là 25m thôi của chú anh chị mình ra tới đây rồi. Ở hướng này thì di chuyển về bên Hồng Bàng 3 tháng 2. Hướng đi về bên quận nhất, quận 3, hướng đi về bên Nguyễn Thị Nhỏ rồi đó của chú anh chị ha. Rồi chợ lớn, bến xe chợ lớn ha. Còn hướng này á là di chuyển về bên bến xe miền Tây. Vòng xe Phú Lâm, chợ Phú Lâm, cô cúp mắt Phú Lâm rồi đó của chú anh chị. Ở căn nhà mình ở đâu đang nằm ở trong cái con hẻm này, mình di chuyển vô bên trong đây. Căn nhà của mình đang nằm ở trong con hẻm này nha. Nhà mình thì sổ hồng riêng nha quý anh chị, pháp lý rõ ràng ha. Mua bán ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn cô chú anh chị ha. Nhà mình thì cách hai căn nhà thôi, thì cô chú anh chị mình ra ngay cái mặt tiền đường của đường Hồng Bàng rồi. Nhà mình đang có cái địa chỉ nè, 732 sẹt 5 đường Hồng Bàng thuộc phường 1 quận 11 của quý anh chị. Căn này đang có sở hữu bề ngang đó là 5m ha. Chiều sâu vô trong đó là 19m3 của quý anh chị nha. Ngang 5, dài 19m3. Tổng diện tích đất ngôi nhà đang sở hữu lên tới 90m² lận cô chú anh chị, mà nó chỉ có công nhận là 70 mấy mét vuông thôi cô chú anh chị nha. Tổng diện tích đất ngôi nhà này đang sở hữu là nó gần 90 mấy mét vuông lận, nó gần 90 mấy mét, nhưng mà hiện tại thì đang sở hữu chỉ có 70m thôi. 70m là được công nhận thôi cô chú chị. Bề ngang của ngôi nhà của mình ở khúc đầu này là ngang là 5m nè. Phía bên này thì nó có mấy cái nhà nè cô chú chị. Ở phía bên này nó có mấy nhà nè. Đó, có một cái nhà ở đây nè ha. Bề ngang của mình đó là nó tính từ cái góc tim này luôn nè. Đó, tính từ cái bức tường này luôn nè. Cái này là cũng của mình luôn nha. Ngay góc này nè, của mình luôn cô chú chị nha. Ngay cái bức tường này luôn nè, của mình. Nó dài qua tới bên kia luôn, nó dài qua tới bên này. Là 5m nha cô chú chị. Dài qua tới bên này là 5m và cái chiều sâu vô trong đó là 19m3 của quý anh chị nha. Nó trải dài vô tới bên trong này luôn. Bên trong này thì còn rất là nhiều nhà nha quý anh chị. Đó, phần này là của nhà mình luôn nè. Phần này là của nhà mình luôn nè. Hồi xưa nhà mình chia ra làm hai cái cầu thang. Một phần cầu thang nó nằm ở bên này và một phần cầu thang nó nằm ở bên này nha quý anh chị.
Nhà mình ở chiều dài đó, ta tới ngày đó luôn cô chú chị thấy không. Căn nhà này hiện tại thì chủ nhà đang chia sẻ cho bên Nguyễn Hoàng với mức giá đó là 7 tỷ rưỡi nha cô chú chị nha, 7 tỷ 500 triệu giá vẫn còn thương lượng cô chú chị. Nhà có kết cấu một trệt một lầu ha, ở bên đây là một căn nè, hiện tại là đang chia ra làm hai căn đó cô chú chị, chia ra làm hai căn, hai cái cầu thang nha, bên này là một cầu thang và phía đằng trước này là một cầu thang. Thì hồi xưa là chủ nhà là đây là một nói chung là đất thì hiện tại là một sổ nha, một sổ trải dài ra tới ngoài đó luôn, nhưng mà chia làm hai cái cầu thang, một cái cầu thang nằm ở bên này, di chuyển lên bên trên nó sẽ có hai phòng ngủ và lại một nhà vệ sinh ha của anh chị ha, một nhà một phòng ngủ bên này và một phòng ngủ bên này nè, một nhà vệ sinh nó nằm bên này. Còn căn bên này á thì nó cũng có một cái cầu thang, thì nó có một cái phòng ngủ ở trên này với lại một cái nhà vệ sinh ở bên trên này luôn. Bên dưới tầng trệt này nó có một phòng ngủ nữa nè, bên dưới tầng trệt này nó có một phòng nữa của anh chị ha. Phía đằng sau đó sẽ lại có khoảng không gian của gian bếp nha. Thì bây giờ cũng Hoàng sẽ di chuyển vào bên trong để review cho quý anh chị mình. Nhà mình đường trái là ngang 5m và chiều dài là tới 19m3 lận của quý anh chị. Ngang 5 và 19m3. Mà chủ nhà đang kêu chỉ có với mức giá là 7 tỷ rưỡi thôi quý anh chị nha. 7 tỷ rưỡi, nhà mình là một sẹt của trục đường. Nhà mình là thuộc một sẹt của trục đường. Trục đường Hồng Bàng của chú chị thuộc phường 1 quận 11 ha. Hướng này ra là ra mặt tiền đường của đường Hồng Bàng là cách khoảng cái chừng là 25m thôi là của chú chị mình ra mặt tiền đường nha. Ở căn nhà của mình đây đang có địa chỉ chính xác là 732/5 đường Hồng Bàng thuộc phường 1 quận 11 của chú chị. Đây là khoảng không gian sân của ngôi nhà của mình đây. Không gian này nha của chú chị. Không gian này là không gian sân ha. Bên trên chủ nhà có làm cái máy nè của chú chị. Máy này là cái máy ngói của chú chị nha. Có khung sắt rồi đầy đủ hết cô chú anh chị. Đó khoảng không gian của khung sắt nè, mấy cái này là khứ khung sắt nha. Cửa nhà mình thì hiện tại đang xài là cửa lùa cho quý anh chị nha. Cửa này là cửa lùa, cửa sắt kính, cửa sắt lùa nha. Đó, rất là nhẹ cô chú anh chị. Ở đây thì chủ nhà có làm cái khoảng lại bê tông để cô chú anh chị mình lên xe cho nó dễ nè cô chú anh chị ha. Bên này cũng vậy luôn. Bên này là cũng là cái khung sắt nè, cái cửa sắt nè cô chú anh chị. Thì cái phần bên này á, là cái phần diện tích đất của nhà mình luôn nè. Thì hồi nãy cũng Hoàng có nói cho cô chú anh chị mình là cái phần này nè, từ bên cái vách tường này mà trải dài qua tới bên kia đó là nó 5m nha. Trải dài qua tới bên kia là 5m ha. Và từ đây á, nó trải dài xuống dưới hết nhà mình luôn cô chú anh chị ha. Thì cái khoảng này là của nhà mình sử dụng luôn cô chú anh chị. Cái khoảng này hiện tại là đang để trống nè, đang để trống ở đây nè. Nhà thì chỉ có xây dựng từ đây thôi, từ đây thôi nha cô chú anh chị. Từ cái vách tường này ha, trải dài qua bên kia thôi cô chú anh chị nha. Là nó là 4,5m của quý anh chị ha. Cái phần đó là nửa mét là không có xây nha quý anh chị. Thì hiện tại là đang làm cái khoảng trống của quý anh chị, khoảng trống nha. Thì bên trong này sẽ là khoảng không gian khu vực phòng khách của ngôi nhà của mình đây. Bên trên là hệ thống đèn led âm trần ha. Thì cái căn này của quý anh chị mình chịu khó về mình mua, về mình sơn phết lại là ok nha quý anh chị. Mình sơn phết lại cái căn này và mình ở là ok nha. Hai bên thì chủ nhà ốp gạch cao ráo nè cô anh chị, cao lên chắc khoảng có chừng là 1m2 ha. Hệ thống đèn đã được trang bị đầy đủ hết rồi. Vậy chú dẫn con lên luôn đi chú. Dạ. Dẫn con lên luôn đi khoảng không gian. Dạ thì con quay từ từ, con quay từ từ rồi con quay lên luôn. Không gian này ở bên trên này nó có một phòng ha, bên trên này nó có một phòng với lại một cái tầng, một phòng ngủ với lại một nhà vệ sinh nó nằm ở bên trên này. Khoảng trống này là hiện tại là đang để tủ quần áo nè. Thì giống như hồi xưa là chia ra làm hai cái cầu thang của chú chị. Một cái cầu thang nằm ở bên này thì di chuyển lên bên trên này là một phòng với lại một cái nhà vệ sinh nằm bên trên này nha. Còn cái cầu thang ở bên kia á thì di chuyển lên đó là nó có hai phòng ngủ với lại một nhà vệ sinh. Còn ở bên dưới tầng trệt này nó chỉ có một cái nhà vệ sinh thôi. Ở dưới đây thì nó có cái một phòng ngủ dành cho người lớn tuổi nè. Cô chú anh chị nào mà lớn tuổi á, thì mình xem xét căn này thử. Cái căn này thì nó có phòng ngủ dành cho người lớn tuổi nằm ở bên dưới này luôn. Đó, cái khoảng này là khoảng trống nè của anh chị. Không gian này là khoảng trống nè. Đó, mấy cái đồng tay sắt đó của chú anh chị thấy không? Mấy cái đồng tay sắt lú ra đó. Đó, khoảng trống nha. Nó cao lên tới bên trên kia luôn của chú anh chị thấy không? Bên này cũng vậy luôn nè của chú anh chị. Cao lên tới bên trên kia luôn. Cái này là khoảng trống nha của anh chị. Hồi nãy có quay cho quý anh chị mình là cái phần bên hông này là cái cửa nè, cửa hông nè, cửa hông của ngôi nhà của mình đây nè. Cái này là cái cửa kính sắt nha.
Và phía ngoài đó là cái cửa lùa bằng sắt nha. Hồi nãy cũng Hoàng có quay ngồi đây nha, quay sơ lược cho quý anh chị mình, với lại chỉ cho quý anh chị mình cái khoảng không gian mấy phòng ngủ ở bên trên nha. Thì bên trên này nó có hai phòng ngủ nè, là cái cầu thang này nè. Cái cầu thang này hiện tại đang sử dụng là di chuyển lên bên trên đó, là nó có hai phòng ngủ ở bên trên. Toilet thì hiện tại ở dưới trệt này thì có một cái toilet này thôi. Ở dưới trệt này thì chỉ có một cái toilet này thôi quý anh chị nha. Hệ thống đèn đã được trang bị đầy đủ hết rồi ha. Rồi bên trong này gian bếp của ngôi nhà của mình đây, hệ thống tủ bếp rồi đã được trang bị hết. Phía đằng đó nó có khoảng trống nữa, khoảng trống đó là nó trải dài đó của anh chị. Cái khoảng này là hiện tại là không có xây dựng nè, khoảng có 5 tấc đó của anh chị. 5 tấc là chủ nhà không có xây dựng nha, chủ nhà làm cái khoảng trống rồi dạng như cái giếng trời á, trải dài ra tới mặt tiền phía trước ở ngoài đó luôn, là khoảng này là khoảng trống nha. Đó, hệ thống đèn đã được trang bị đầy đủ hết rồi. Không gian này là không gian của gian bếp của ngôi nhà của mình đây. Đó, bồn rửa chén nè, bồn inox 304 sau lòng hai bên ha. Rồi cái kệ inox 304 nha quý anh chị. Bên này là máy giặt nè. Hai cái máy giặt, một cái tủ lạnh. Nói chung là nhà này rất là rộng nha, bề ngang nó tới 5m và chiều dài nó tới 19m3. Căn này hiện tại đang có hướng chánh là hướng nam đó quý anh chị. Nhà này thì sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Hoàn công một trệt một lầu nha quý anh chị ha. Rồi để Hoàng di chuyển lên trên cho quý anh chị mình xem. Cầu thang này là đúc bê tông cốt thép nha. Bề mặt đi này là bằng đá hoa cương nè. Ở đây thì chủ nhà có làm mấy cái bệ để đồ nè. Đó, mấy cái bệ này để đồ nha quý anh chị. Bên này có cửa sổ luôn ha, tại vì phía bên hông này là cái dạng như kiểu giếng trời của anh chị, thì chủ người ta đang chừa lại khoảng không gian này để làm cái khoảng trống ở làm cái cửa sổ ngay góc này nè. Ở bên trên là hệ thống đèn nè. Căn này đường cái là nó gần đường lớn lắm cô chú anh chị, nó khoảng có 25m là cô chú anh chị mình ra đường lớn ở phía trước rồi. Rồi bên trên này có hai phòng ngủ ha, phía bên trong này là một phòng, bên trong này là một phòng nè. Không gian này là một phòng, phòng này thì nó nhỏ hơn cái phòng kế bên, rất là rộng của chú anh chị. Cửa này thì xài là cửa gỗ nè, cửa này cửa gỗ nha của anh chị ha. Nhà mình cửa này cửa gỗ nè. Hệ thống đèn cũng đã được trang bị ở bên trên nè của anh chị. Ở giữa này có khoảng không gian khu vực toilet nữa. Đây toilet của nhà mình đây. Bên kia nó có cái cửa sổ nữa ha, cửa sổ lấy không khí gió nè. Ở đây trang bị đầy đủ hết của anh chị nha. Ở trong nhà này rất là rộng của quý anh chị, có tổng cộng tới 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh lần. Cách mặt tiền đường lớn thì khoảng 25m thôi là của quý anh chị mình ra mặt tiền đường lớn rồi. Chủ đang kêu bán với mức giá cũng khá là rẻ của anh chị nha. Hồi xưa cái căn này, cái tổng diện tích đất của cái căn này nó gần 90m² đất lận của quý anh chị. Mà hiện tại đang công nhận chỉ có 70m² thôi. Nhưng mà tính tổng luôn cái đất này là gần 90m² đất của quý anh chị nha. Đây một phòng ngủ nè của anh chị thấy không? Một phòng ngủ rất là rộng nha. Ở đây có làm mấy cái kệ âm tường vô bên trong nữa nè. Mấy cái kệ, cái này chịu khó của anh chị mình về mình sơn phết lại thôi là mình ở được rồi. Sơn phết lại thôi nha. Ở bên này nó cũng có mấy cái hộc nè, mấy cái hộc để đồ nè. Bên kia là cái cửa sổ nè của anh chị. Đó, khoảng không gian đó là cửa sổ đó. Rồi giờ cũng Hoàng giới thiệu xong cái phần bên này là cái cầu thang ở bên này rồi. Giờ giới thiệu qua bên cầu thang bên kia. Dạ. Dạ qua bên kia, dạ đúng rồi, qua bên kia. Đó, phần cầu thang ở bên kia thì có một phòng ngủ với lại một cái nhà vệ sinh nha quý anh chị. Đó, ở đây là phòng ngủ dành cho người lớn tuổi nè. Đó, đằng sau là khoảng không gian của gian bếp nha. Cái lối này là lối di chuyển nè. Ở đây nó có khoảng trống nữa nè quý anh chị. Không gian này khoảng trống nha. Khoảng trống nè. Hiện tại ở đây đang làm cái trang thờ ở ngay góc này nha. Rồi để tôi di chuyển lên cầu thang bên này. Cầu thang bên này thì cầu thang bằng gỗ nha quý anh chị. Cầu thang bằng gỗ nha. Cầu thang bằng gỗ ở đây nè. Ở bên đây hiện tại chủ đang làm mấy cái kệ để tủ quần áo nè quý anh chị. Không gian này nè. Không gian này là hiện tại là đang để kệ tủ quần áo ha. Ở đây là cái toilet nè quý anh chị. Thì cái toilet thì nằm ở bên trong phòng là mình đi vô đây đâu ha. Đây khoảng không gian kệ tủ nè, đó để tủ lạnh nè.
Đó, hệ thống tủ quần áo ở đây nè. Rồi bên trong này là một phòng ha. Phía bên này là cái cửa sổ nè quý anh chị. Cái này thì chủ nhà ngăn vách nhôm lên nha. Khoảng này là khoảng ngăn vách nhôm thì chủ nhà ngăn lên nè. Ở bên này là cửa sổ. Đây phòng ngủ đây ha. Phòng ở bên cái cầu thang bên này nó chỉ có một phòng thôi. Với lại có một cái nhà vệ sinh nó nằm ở bên trong này nữa. Đây không gian nhà vệ sinh đây ha. Ở bên này là có khoảng trống nè quý anh chị. Có khoảng trống này là có khoảng trống mà hiện tại là đang là có khoảng trống của giếng trời đó quý anh chị. Ở chủ nhà không có xây. Chủ nhà chỉ có xây khoảng có 4,5 m thôi, còn nửa tấc bên đó là để khoảng trống nha. Ở đằng trước đó có cái ban công của anh chị nha, đằng trước đó có cái ban công. Đó, cái này là phòng ngủ rất là rộng nha. Dạ được rồi, chút chút, dạ được. Dạ. Rồi để Hoàng xuống sơ lược cho cô chú anh chị mình cái không gian của nhà mình một lần nữa ha. Và Hoàng sẽ thông báo lại cái diện tích của ngôi nhà của mình. Và để cho quay cái sổ cho cô chú anh chị mình xem cái không gian sổ của nhà mình luôn ha. Đây không gian này là không gian phòng khách nè. Đó không gian phòng khách nè cô chú anh chị. Rồi để Hoàng di chuyển ra phía ngoài để review cho cô chú anh chị mình. Ở đằng trước đó là mặt tiền đường của đường Hồng Bàng đó cô chú anh chị. Ở ngoài đó là mặt tiền đường của đường Hồng Bàng, cách khoảng có 2 căn nhà thôi là ra mặt tiền đường rồi. Cách khoảng có 25 m thôi là cô chú anh chị mình cũng ra rồi ha. Ở đây thì bên tay phải thì còn rất là nhiều hộ nha cô chú chị. Còn rất là nhiều hộ ha, nhiều hộ ở bên trong này. Còn ở bên tay trái đó là chỉ có một hộ thôi cô chú chị. Bên tay trái này thì chỉ có một hộ này thôi. Đó, có một hộ bên kia nó cũng có vài cái nền đất mà hiện tại thì chưa có xây dựng cô chú chị ha. Chưa có xây dựng ở bên đó nha. Đây của Hoàng để quay cái sổ cho quý anh chị mình xem ha. Cái sổ của nhà mình ha. Đó, đây sổ của nhà mình nè quý anh chị. Nhà mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 732/5 trục đường Hồng Bàng nè, thuộc phường 1 quận 11 nè quý anh chị. Tổng diện tích đất ngôi nhà mình đang sở hữu là 70,7 m², nhưng mà thực tế là cái căn nhà mà nó gần tới 90 m² đất lận của chú anh chị nha. Gần đến 90 m² đất lận. Khoảng cỡ 10 mấy m² kia đó là không được công nhận của chú anh chị ha. Chỉ có công nhận là 70,7 thôi. Đó, nhà có kết cấu là một trệt một lầu nè, số tầng là 2 nè của chú anh chị ha. Số tầng 2 nè. 134,6 m² nè của chú anh chị thấy không? Diện tích sàn nè. 136,4 m² ha. 134,6 m². Rồi để Hoàng quay lại cái phần sơ đồ cho quý anh chị mình xem. Đây sơ đồ của nhà mình đây ha. Đây nè 4m3 nha, 0m7 nè quý anh chị. Là cái bề ngang này là được 5m nha quý anh chị ha. Chiều dài của ngôi nhà của mình đây. Ở đây là 18m3. Ở đây cộng thêm 1m nữa là 19m3. Thì cái phần này là cái phần sân nha quý anh chị. Phần này là phần sân. Thì chủ nhà người ta không có xây nha quý anh chị nha. Chủ nhà người ta để khoảng không gian này là giếng trời đó của quý anh chị. Đó, ranh phần bên trong này là được công nhận nè của anh chị. Còn phần bên ngoài thì không được công nhận của quý anh chị nha. Đó, nhà mình đây. Nhà mình chia ra làm 2 căn ha. Chia ra làm 2 cái cầu thang. Thì một cái cầu thang ở phía trước này với lại một cái cầu thang ở phía sau. Giống như kiểu bên này nè của quý anh chị. Giống như kiểu bên này nè. Đó, từ đây qua đây nè là một căn nè. Cái này của chú anh chị mình về mình chia ra làm được 2 căn nha. Từ đây nè qua bên kia là một căn. Đó, qua tới góc tường bên kia là một căn. Và từ đây á qua tới góc tường bên này là một căn. Cái này mình về mình chia ra làm được 2 căn nha. 2 gia đình ở căn này được của chú anh chị nha. Đó, căn nhà này của chúng chờ mình về mình chia ra làm được 2 căn đó cô chú anh chị. Nhà này giá rẻ cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm thì kết nối ngay với Nguyễn Hoàng ha, để mình qua mình xem thử nhé. Ưng ý thì mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả nha cô chú anh chị. Căn nhà của mình đang thuộc cái con hẻm 732/5 của trục đường Hồng Bàng, thuộc phường 1 quận 11 cô chú anh chị ha.
Nhà thì sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ của anh chị. Căn nhà này hiện tại chủ đang chia sẻ cho bên Nguyễn Hoàng với mức giá là 7 tỷ rưỡi nha, 7 tỷ rưỡi còn thương lượng cô chú anh chị ha. Đó, thì cô chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm thì kết nối ngay với Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem thử, ưng ý thì mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả nha. Đó, pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng cô chú anh chị ơi. Và bây giờ thì Nguyễn Hoàng xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo. Chúc quý cô chú anh chị mình một ngày làm việc an lành và tốt đẹp và thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Nhớ liên hệ Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha cô chú anh chị ha.